Tình nồng ấm đã lỡ dù trái tim anh luôn mong chờ. Tình đời không như mơ, em bước đi một người bơ vơ. Biết khi nào em còn mong nhớ thuở ban đầu đôi mình bỡ ngỡ. Giờ em quên bao dấu yêu ân tình tan vỡ. Tình hạnh phúc cũng bay mất dù trái tim anh yêu rất thật. Rồi tại em tình dần sẽ ra anh tận nhìn em. Đôi lần này anh đánh trốn đâu, bước giờ về bên đời thương đau. Dù sao tim anh vẫn mãi không hề đổi thay. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lên sóng thanh lý tiếp cho anh em một cặp loa nghe nhạc của Sony. Con này tách từ một bộ dàn đời mới khá là gấu của Sony ra anh em nhé. Bass của nó trang bị bass 22. Cái dòng này anh em có thể hát được karaoke luôn. Tép bén, bass đánh gọn căng. Nhìn hai cái lỗ thông hơi anh em thấy độ uy tín anh em nhé. Bass của nó bass 22 đấy anh em nhé. Này, khá là to đấy. Độ đẹp của cặp này nó còn khoảng 93-94% thôi, không được 100% đâu anh em nhé. Đây, để ý kỹ này anh em, để ý kỹ này, chỗ này là có bị ngấm ẩm, nó ẩm nhẹ một tí này. Đây, thùng vách phía sau đây. Con này là con M40D, tách từ con M40D ra anh em nhé. Chỗ này vừa va vào đầu nó sức tí em đổ keo em dán cái này vào, để ca nó bật ra một tí anh em. Đấy, tí em dán đổ keo em dán cái này vào cho anh em. Thùng vách cơ bản là cứng cáp anh em nhé, về chỉ việc sử dụng thôi. Bọn này nó không ghi công suất trên này đâu, nó chỉ ghi 6 ohm thôi, công suất thì nó không ghi. Đấy. Như con này thì theo cảm nhận của em nó vào khoảng hơn 100W một quả, tầm 100-101 một quả, công suất thực anh em nhé. Cho khoảng 100 đi, công suất thực khoảng 100W một quả đi. Đánh khá là phê. Đây, em đo kích thước cho anh em nhé. Chiều cao của một loa là 40. Chiều ngang của nó là 25,5. Chiều sâu của một loa nó là vào khoảng 22 anh em ạ. 22 anh em nhé. Thiết kế khá là đẹp. Hầm hố. Đấy. Cặp này nếu mà đẹp xuất sắc thì nó vào khoảng 2 triệu, 2 triệu 2 anh em nhé.
Hiện tại em xả cho anh em với cái giá là chỉ 1.690.000 thôi. 1.690.000, anh em chuyển khoản đủ thì em bao cước ship nhá. Còn ship code thì cọc cho em vài trăm, nhận hàng thanh toàn nốt, em không bao cước ship. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574, em có nhận ship hàng toàn quốc ở bọc xốp, cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đưa Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.